Jisoo, 27 tuổi, vẫn đam mê Hello Kitty, còn được gọi là bạn thân, chăm đeo túi, dùng filter đủ cả. Dù là chị cả trong nhóm Blackpink, Jisoo đã 27 tuổi nhưng vẫn có những đam mê hết sức đáng yêu. Đặc biệt, người hâm mộ mới phát hiện ra rằng cô nàng thích mê Hello Kitty, luôn tậu những item thời trang có bóng dáng Hello Kitty. Cô nàng cũng khoe trọn vẻ ngoài đáng yêu, trẻ trung hơn tuổi của mình trong những khoảnh khắc ấy. Niềm đam mê dành cho Hello Kitty của người đẹp là vô tận. Cô nàng đăng tải loạt ảnh xinh xỉu, khoe thần thái cũng như diện mạo đỉnh cao, đồng thời khoe luôn với người hâm mộ chiếc túi xách màu hồng có in hình Hello Kitty. Biểu cảm từ nữ idol nhà Blackpink khiến dân tình thích thú vì cô rất hào hứng, không giấu được niềm vui. Đặc biệt trong những tấm ảnh ngồi cạnh Jennie, cô nàng cũng khiến fan bàn tán xôn xao vì đặt chiếc túi chân ái ở ngay bên cạnh. Dường như Jisoo rất ưu ái chiếc túi xách nhỏ và có gam màu nổi bật này. Đây không phải là lần đầu tiên nữ idol dính lấy các item có liên quan đến Hello Kitty. Còn nhớ trên trang cá nhân cô nàng còn đăng tải loạt hình ảnh tới thăm Hello Kitty và chụp ảnh với mascot hình này. Đặc biệt khi đăng tải ảnh lên mạng xã hội, cô nàng không chỉ nhận những lời khen từ người hâm mộ mà còn tưởng tài khoản Instagram của Hello Kitty gửi lời chào Hello Bestie, chào bạn thân. Cô nàng cũng nhanh chóng cập nhật hàng loạt những filter liên quan đến đam mê của mình mỗi khi chụp ảnh đăng lên mạng xã hội. Khi ngồi trong phòng trang điểm và chia sẻ khoảnh khắc đáng yêu này, cô nàng cũng không quên cho Hello Kitty lên sóng. Niềm đam mê của Jisoo dành cho nhân vật hư cấu này được cho là rất mãnh liệt vì cô nàng luôn lưu tâm nhớ tới Hello Kitty. Cô nàng liên tục tìm kiếm và sử dụng các filter có Hello Kitty và được khen ngợi hết lời vì sự trẻ trung, visual tươi tắn cùng nét đáng yêu như thiếu nữ. Niềm đam mê bất diệt của Jisoo dành cho Hello Kitty khiến dân tình bàn tán xôn xao trên nhiều topic ở mạng xã hội. Hàng loạt item như tai nghe, móc khóa v.v. của chị cả nhóm Blackpink cũng đều để Hello Kitty phủ sóng. Khi xuất hiện tại sân bay hay trong các sự kiện, cô nàng cũng bị fan soi ngay khoảnh khắc ngộ nghĩnh này. Trong khi nhiều show K-pop khác trưng dụng tai nghe như một dạng phụ kiện tôn lên sự sang chảnh thời thượng, thì Jisoo lại dán thêm sticker Hello Kitty vào để khoe khéo chúng. Đến cả ốp điện thoại, nail, vân vân, cô nàng cũng đều trưng dụng hình Hello Kitty. Sau khoảng thời gian dài chăm chỉ hoạt động ở mảng phim ảnh và thời trang, tên tuổi Jisoo ngày càng thăng hạng. Đặc biệt với danh phận đại sứ toàn cầu Dior, chị cả nhà Blackpink nhiều lần khiến dân tình thổn thức khi xuất hiện tại các sự kiện lớn của nhà mốt. Sự có mặt của cô tại Paris Fashion Week 2022 trong bộ váy kẻ sọc khiến dân tình xôn xao, chứng minh đây chính là phong cách thiết kế điển hình được nữ idol tích cực lan xê. Sự xuất hiện của người đẹp nhận được sự quan tâm đông đảo của công chúng. Hình ảnh của cô nàng xuất hiện tại sự kiện khiến dân tình dậy sóng, dõi theo từng bước đi của cô. Đáng chú ý, bộ trang phục cô lựa chọn có phần đơn giản, trẻ trung hơn so với lần tham dự trước. Họa tiết kẻ sọc màu vàng sáng bên ngoài rất nổi bật cùng kiểu tóc được ép thẳng giúp cô nàng có phần năng động và trông giống học sinh hơn. Vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, loạt ảnh poster của Blackpink cho How You Like That chính thức được tung ra. Trong 4 thành viên, nữ idol là người có tạo hình ấn tượng nhất, gây sốc điên đảo trong suốt thời điểm đó. Trong loạt ảnh teaser được YG tung ra, thành viên của Blackpink khiến nhiều người phải mê mẩn, xuất xoa trước nhan sắc và thần thái thu hút. Cũng chính nhờ thế mà ở thời điểm này, cô nàng là người tạo được hiệu ứng khủng nhất khi lọt top trending toàn cầu, hoàn toàn áp đảo 3 thành viên còn lại về lượt tương tác poster cá nhân trên mạng xã hội. Dù đã ở tuổi 27, nhưng nữ thần tượng vẫn có một niềm đam mê bất diệt với Hello Kitty. Cô nàng liên tục chụp ảnh có bóng dáng của Hello Kitty, thậm chí còn mua cả túi có in hình đáng yêu này. Qua loạt ảnh, có lẽ công chúng cũng đủ hiểu thêm về tính cách nhí nhảnh đáng yêu của Jisoo. Cô nàng không ngại bày tỏ sự đam mê vô tận của mình với hình ảnh Hello Kitty. Tham gia bình chọn phim và diễn viên yêu thích tại Dan Movie and TV Beat, nhận ngay cơ hội gặp gỡ các nghệ sĩ tại 2 đêm công bố kết quả. Truy cập website dianh.net/dmtv hoặc bình chọn trên các fanpage của chương trình. Thời gian bình chọn diễn ra từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 6 tháng 12 2022. Vote online, show your style. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì Điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.